Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết đã bắt đầu bước vào mùa đông các bác nhé. Thời tiết đã lạnh rồi. Và những chiếc xe cũ và đặc biệt thì những chiếc số tự động mà giá tiền hợp lý, ít tiền, giá trên trăm. Thì hôm nay em lại mang tới cho khách hàng một chiếc xe Matiz bản nhập khẩu số tự động mà cái bản này cực kỳ đặc biệt các bạn nhé. Các bạn nhìn có gì đặc biệt? Và cái bản này là bản hai túi khí phanh ABS các bạn nhé. Đó, hộp số tự động hai túi khí phanh ABS các bạn này. Một chiếc xe xuất sắc trong hai từ xuất sắc của dòng Kia, dòng Matiz nhập khẩu. Các bạn nhìn đây là một chiếc xe mà phải nói quý vị và các bạn cực kỳ hiếm ở cái chiếc xe đó là nhập khẩu như chiếc xe này. Và em sẽ cho các bạn kiểm tra và các bạn đánh giá một chiếc xe nó còn chất lượng như thế nào ở cái chiếc xe này. Xe chạy đâu đó chỉ có hơn chục vạn mà các bạn nhé. Đó, 17 vạn km các bạn này. Cực kỳ chạy là vừa đúng km các bạn nhé. Các bạn lưu ý là chiếc xe này em cam kết cho các bạn là km chuẩn, không sai một km nào. Bảo hành cho quý vị và các bạn là km luôn. Đó. Một chiếc xe nhập khẩu Matiz mà nó còn đẹp và zin như thế này. Cái bản này người ta thường thường hay gọi là Matiz bản EX các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. Thì cái chiếc xe này quý vị và các bạn nhìn đây, đây là một cái hình ảnh chân thực mang tới cho quý vị và các bạn nào có cửa tiền 130 triệu quay về để sở hữu cho gia đình, cho bố mẹ, cho vợ và cho người thân một chiếc xe mà cực kỳ là độ chuẩn, độ zin ở cái chiếc xe này. Màu trắng ngọc trinh, sơn zin khoảng độ 80% là sơn zin cả xe các bạn nhé. Sơn zin cả xe 80% là sơn zin các bạn ạ. Đó, một chiếc xe cực kỳ hiếm luôn và giữ gìn. Cái chiếc này là của một cô giáo, các bạn lưu ý này, của một cô giáo và là một cô giáo hiệu trưởng ở một trường ở thành phố Hà Nội các bạn ạ. Và cái chiếc xe này thì người ta đi rất là ít, chỉ đi loanh quanh trường và đi thôi các bạn ạ. Cho nên cái nước sơn độ zin của chiếc này em nói thật sự với các bạn là em rất là thích, yêu thích đấy các bạn. Zin hay không thì các bạn nhìn nước sơn này đấy rồi, và nhìn cái độ chuẩn là đây đấy đó, các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn đây, các bạn nhìn này, chuẩn hay không thì các bạn nhìn. Và cái đèn của xe là đèn zin theo xe, đèn lõm các bạn nhé. Đó, đây đèn lõm đây các bạn này, lưu ý này. À, cái mạ chrome này là mạ zin theo xe, không phải lắp, không lắp ngoài đâu các bạn nhé. Đấy, những cái trường hợp lắp ngoài ấy, là nó khác. Còn đây là chiếc này nó zin theo xe các bạn nhé, zin theo xe nó lõm này, nó lõm hẳn vào này. Đấy, và cái này nó zin, nó hẳn, nó in sâu vào trong chứ không phải lồi ra như là chúng ta lắp ngoài. Đấy, và đặc biệt thì các bạn nhìn đây, toàn bộ xe thì các bạn nhìn chưa một tí sơn nào giọt vào vào hai cái đèn này, tức là cái này nó zin 100% rồi các bạn ạ. À, vào đây thì quý vị thực sự là mà yêu thích những cái dòng này ấy, thì chúng ta nhìn là chúng ta cảm nhận được cái chiếc xe này như nào ngay. Em nói với các bạn là các bạn nhìn là các bạn cảm nhận được cái xe như này ngay đó. Và khuôn lốp của xe thì các bạn nhìn đây, và cái bản super này các bạn lưu ý nhé, là cái bản này là cái bản nó được trang bị là phanh ABS túi khí. Thì cái lốp này của xe là lốp 170 trên R 13 các bạn nhé, 170 trên 70 R73 các bạn ạ. Cho nên là các bạn nhìn một chiếc xe tổng thể nó như này, nó cực kỳ là chất. Nhưng còn những cái chiếc xe mà bản kia là nó 160 145 trên 60 các bạn ạ. R13 như con này đây. Đấy các bạn nhìn này. Một chiếc xe mà nó như này, sơn của nó tất cả nó đều gần như zin hết cả xe các bạn ạ. Ở đây các bạn nhìn này. Mỏng toanh. Đèn thì đèn zin theo xe các bạn nhé. Đấy các bạn, đèn zin theo xe hết này. Và đèn thì đã lên đến full LED rồi các bạn ạ. Đấy, cái chiếc này thì các bạn yên tâm là các bạn đi thì không bao giờ sợ, lo sợ gì cả. Đấy, có đèn xin nhá ở trên gương. Và cái bản này là bản 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 rất là ok các bạn ạ. Và cái bản này thì nó có gương kính chỉnh điện. Đây các bạn nhìn này. Để em sẽ cho các bạn nhìn. Và cái chiếc xe này khá ok luôn. Đấy. Các bạn nhé. Với chiếc xe mà chạy như thế mà vẫn còn gương kính chỉnh điện như cái chiếc này rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là ok các bạn nhé. Và đặc thù cái xe nhập khẩu thì các bác nhìn ghế là con này nội thất của nó là màu đen. À xin lỗi các bạn, là màu xanh. Nội thất của nó là màu xanh và ghế màu nâu các bạn nhé. Đó, và ghế nó được trang bị là hệ thống lưng ghế. Các bạn là hệ thống lưng ghế bằng tay, các bạn lưu ý này. Đấy, nó lưng ghế bằng tay các bạn nhé. Rất là phù hợp với khách hàng ở cửa tiền, rất là vừa phải các bạn ạ.
Đó, các bạn nào mà thực sự mà có nhu cầu sử dụng chiếc xe mà nhập khẩu nó đẹp và nó chất lượng như thế này, Matiz cái bản này thì nói thật sự với các bạn nó cũng rất là hiếm, không nhiều các bạn ạ. Keo chỉ con này thì zin 100% các bạn nhé. Đấy, toàn bộ sơn zin hết, các bạn lưu ý đấy, toàn bộ sơn zin hết các bạn nhé. Đấy, xe gia đình. Đấy, con này thì mình đang cho vợ đi, mình mua cũng khá lâu rồi, nhưng xe đẹp xuất sắc các bạn nhé. Thì mình thực sự ấn tượng là con này nó hai tụ khí và nhà VS đi được an toàn hơn các bạn ạ. Và con này thì cái bản này thì nó có hai kính điện thôi, hai kính điện trước các bạn nhé, nhưng người ta đã chế được kính ở phía sau rồi các bạn nhé, người ta chế kính điện ở phía sau thì nó rất tốt cho khách hàng các bạn ạ, nó rất tốt luôn, chúng ta về không phải đổ đẽo gì cả. Đấy, các bạn nhìn nó rất ok luôn các bạn nhé. Đây các bạn nhìn đây, thì em sẽ quay cho các bạn cái chiếc này nó đẹp như nào và chúng ta sẽ cảm nhận được cái chiếc xe ra sao. Đó, kính điện hết rồi các bạn ạ, chiếc xe như này thì về các bạn không phải độ làm gì hết. Đấy các bạn ạ, zin 100% nhé, zin 100% sơn. Đấy các bạn nhé, sơn zin hết này, chưa phải một tí sơn nào vào đây các bạn nhé. Các bạn lưu ý này, sơn zin này. Đó, với nó đây này, đẹp chấm hết các bạn ạ. Con này thì sự đó là bác làm mà yêu xe đẹp ấy, thì con này cực kỳ đẹp luôn, giá chỉ có 1,3 đồng quay về các bạn nhé, có thương lượng một tí cho các bạn này. Đó, các bạn nhìn đây, chúng ta mua cái chiếc xe cũ này quan trọng nhất là cái điều chất lượng các bạn ạ. Con này máy thì trang bị 0,8 thôi. Đấy, mọi cái thì các bạn nhìn đây, cái mặt gương của xe thì nó vẫn zin hết của Hàn Quốc các bạn nhé. Đấy, xi nhan ở trên gương này. Đấy, các bạn này có xi nhan ở gương này. Đó, bạn rất là đặc biệt, rất hiếm các bạn ạ. Đấy, sơn này, keo chỉ này. Đấy, tất cả mọi cái là zin 100% các bạn nhé. Đấy, về cột kèo, về các thứ thì các bạn yên tâm 100% luôn. Đấy, con này thì em không phải bàn về cái chất lượng, thì con này em đã để cho vợ đi rồi, thì nó chất như nào là các bác biết rồi. Nhưng các bác biết là con này là vợ em đi bây giờ nó cơ bản nó thành thạo rồi, nên em muốn là đổi con xe điện, em đổi con VF3 các bạn. Đấy các bạn này, các bạn nhìn này, toàn bộ zin hết các bạn nhé. Từ đây các bạn nhìn này, sơn này, toàn bộ cái nó vẫn nguyên bản hết các bạn này. Và bản này bản hai túi khí rất đặc biệt này. Đấy, phồng lên này, các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn đây, rất là đẹp, chạy có 17 vạn km chuẩn đét luôn, không sai một tí nào. Ổ khóa này các bạn nhìn nó đẹp này, ổ khóa đẹp led căng đó, với chiếc xe như này. Đấy, bạn nào mà yêu xe đẹp em đấy thì các bạn liên hệ em này. Và cái bản này thì nó, các bạn lưu ý này, nó có xe ghế này các bạn nhé, nó có một xe ghế là bên lái thôi các bạn lưu ý nhé, chỉ có bên lái thôi, bên phụ là không có đâu các bạn nhé, duy nhất chỉ có bên lái thôi. Đấy đó, sấy rất là nóng luôn. Và các bạn này nó có bệ tí tay này, có bệ tí tay ở đây này đó các bạn nhé. Đó, và ghế của nó rất là đẹp, đặc biệt cái ghế bản phanh ABS này nó rất là đặc biệt luôn các bạn ạ. Và con này số máy thì đi chấm hết, không bàn về số máy các bạn nhé, máy zin các bạn lưu ý này, máy zin, không bàn về số máy các bạn nhé. Và đây là cái chiếc xe mà phải nói là các bạn yên tâm về chất lượng luôn, em dám đảm bảo cho các bạn yên tâm về chất lượng luôn, vì những chiếc xe này em tuyển là thằng kỹ luôn, đã để cho vợ đi con này ấy, thì thằng kỹ luôn, tất cả mọi cái chức năng hoạt động rất ok các bạn nhé. Đây là hộp bóng cũ của xe em vừa thay là 800.000 một bộ bóng các bạn nhé, nước em thay hết rồi, em mua em dùng rất là kỹ luôn để cho vợ nó đi, cho nên em sử dụng xe rất kỹ. Đây các bạn này, một chiếc xe xuất sắc luôn. Anh em nào mà thực sự đang quan tâm những cái dòng xe nó ít tiền vừa phải như thế này đấy, thì các bác cứ alo cho em Dũng nhé, để sở hữu cái chiếc xe này. Đấy, đúng lốp của phòng của xe vẫn còn đây. Đấy, lốp zin theo xe các bạn này, 2009 đây các bạn này. Đấy, chiếc xe nó xuất sắc luôn. Và con này nó bản này, bản nhập khẩu là 209 các bạn nhé, bản nó rất là hiếm hoi luôn, bản không có nhiều đâu các bạn ạ. Và bản đặc biệt là bản hai túi khí phanh ABS này không có nhiều các bạn nhé. Đấy, toàn bộ cái giá cốp nước kia của nó zin hết này các bạn lưu ý nhé, zin theo xe hết này, và toàn bộ keo chỉ zin hết 100% luôn. Và cái chiếc này thì chắc chắn rằng là không có ở trên thị trường không có nhiều các bạn. Và các bạn nhìn đây, sơn nó zin hết này, không một tí nào nó lẫn vào đây các bạn nhé. Đó, và mặt gương nó zin hết này, và chiếc xe là cực kỳ zin, tất cả mọi cái zin hết, kính trước kính sau là nguyên bản theo xe hết các bạn nhé. Đây các bạn lưu ý này, đấy con này nó đẹp thì đẹp từ kính các bạn này. Đấy, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2025 các bạn nhé. Đấy, đặc biệt xe đẹp thì các bạn cứ quan sát cái lốc này cho em này, đấy, chưa một tí nào nó bị oxy hóa nó phá đi cả các bạn này. Và con này thì người ta đi rất ít, đúng 17 vạn km đấy các bạn ạ. Lốc zin 100% các bạn nhé, sơn zin hết này, cánh của nó này, cánh vào đây nó zin hết này các bạn nhé, đều 100% tăm tắp luôn.
Đó các bạn này, đều tăm tắp luôn. Và đây thì em sẽ quay đến phần máy này để các bạn xem này. Rồi, các bạn nhìn này, zin chưa một tí sơn nào lẫn vào đây. Đấy các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn này, ốc này. Đó, nó zin nó phải thế các bạn nhé. Cabo này. Đấy các bạn nhìn này. Đó, vẫn còn nguyên tâm lý này. Ở đây. Cái chiếc xe này thì nguyên bản này em không có dọn dẹp gì đâu các bác ạ. Em không dọn gì cả dẹp hết bởi vì em mua xe cũ. Con này là em xác định em để với vợ đi nên em không dọn dẹp. Đấy các bạn này. Em bây giờ thực sự vợ nó biết đi rồi thì em muốn đổi con xe điện cho nó nhẹ nhàng hơn vì vợ em nó là giáo viên các bạn ạ. Đấy, con này trước là mua của bà hiệu phó ở Hà Nội. Và bây giờ con này thì em mua về để cho vợ nó chạy thì bây giờ vợ đã ổn định rồi. À, thì bây giờ em có thể em lưng lên là bác nào một cơ hội mua được chiếc xe tốt này thì các bạn alo cho em này. Đấy các bạn nhé. Con này nước là toàn bộ nước mát em đã thay hết rồi, là nước xanh các bạn nhé. Đấy nước xanh này. Đấy nước mát em đã thay hết nước xanh này. Đấy còn một can dưới đấy em đã thay đi thay lại hai lần rồi. Đấy. Và em truyền cho các bạn một cái kinh nghiệm để các bạn thay dòng nước mát của cái dòng này rất là đơn giản các bạn ạ. Các bạn chỉ tháo này cho em này, bóp kìm này ra. Các bóp này ra rút ra. Các bạn tháo này ra xong các bạn cứ đổ nước vào đây. Xong bạn ga lên là nó sẽ chảy ra đường này nó còn ra. Thì bao nhiêu nước bẩn nó sẽ đẩy ra hết, xong bắt đầu sạch hết rồi thì các bạn mới đổ nước xanh vài lần vào cho em nhé. Đấy, nếu mà bạn nào mà kỹ tính nữa thì em truyền cho các bạn một tí kinh nghiệm này. Các bạn mua cho em lấy 3-4 chai Coca-Cola các bạn nhé, là chai 1 lít rưỡi 2 lít đấy. Các bạn cứ đổ đây cho em, xong bạn xả đường này ra. Đấy, các bạn đổ vào xong các bạn cứ để đấy các bạn ra xả lên, xong bạn hoặc các bạn đóng lại cho em để ngâm vào, các bạn ngâm vào trong khoảng độ 15-20 phút cho nó tẩy hết cái chất bẩn bên trong đấy đẩy ra, rút đây cho nó đẩy ra, xong các bạn cứ đổ tiếp vào, đẩy cho bạn sạch ra, xong các bạn lần nữa là các bạn cho nước mát vào, cho đẩy ra một lần nữa sạch sẽ, xong các bạn đẩy ra vài lần sạch vào thì các bạn mới đổ nước chốt lại là các bạn sẽ nước xanh cuối cùng các bạn nhé. Và đây thì các bạn này, con này nó trang bị động cơ có 0.8 thôi thì các bạn nhìn đây, cúp ABS của nó đây, ABS 4 bánh các bạn nhé. Đó, và con này đây, máy con này là dạng 3 máy các bạn nhé, là 0.8 thôi. Máy thì cực kỳ zin, con này máy zin hết các bạn nhé, lưu ý này. Đấy, bác nào mà thực sự số đây các bạn nhìn này, hộp số đây, số zin các bạn nhé. Đấy, bác nào mà thực sự quan tâm cái chiếc xe mà đẹp xuất sắc như này ấy, thì các bác cứ alo cho em Dũng để sở hữu cái chiếc này nó không có nhiều đâu các bạn ạ. Bởi vì cái chiếc này ABS này. Đấy, đi rất là sướng, phanh an toàn các bạn nhé, an toàn hơn rất nhiều so với dòng xe không ABS các bạn ạ. Và anh em nào thực sự chưa kỹ thì anh em hãy hiểu ngay cái chiếc này tất cả đồ nó zin hết, ốc đây đấy các bạn này, ốc nó zin hết này. Đấy, ốc đèn nó zin hết này. Đấy các bạn nhé. Đấy, ốc nó zin hết này. Đèn này nó cũ theo xe nhưng đèn xịn các bạn nhé, đèn cũ theo xe không lâng không sửa gì cả. Đấy các bạn này, chứ không phải đèn mới các bạn nhé, đèn mới thì không nói làm gì. Đấy, đèn zin theo xe hết này. Đó các bạn này. Rồi, kính zin này, kính zin hết các bạn nhé. Đó, đèn này. Đó các bác này. Và cái chiếc này thì thực sự là máy nó rất là ngon. Đây các bạn này. Con này máy cực kỳ ngon luôn, khoáng, chạy rất là êm các bạn nhé. Đấy, bác nào mà thực sự muốn quan tâm cái chiếc này ấy, thì các bác cứ alo cho em Dũng để sở hữu luôn cái chiếc xe đẹp và chất lượng như này các bạn nhé. Và đây là cái chiếc mà nó thực sự là chất lượng ở cái chiếc xe mà ít tiền như này. Đấy, quý vị nào mà đang có nhu cầu sở hữu cái chiếc xe cho gia đình thì các bạn hãy nghiên cứu cái chiếc này cho em. Đó, xe nó có 1.2 đâu các bạn ạ, chiếc xe xuất sắc trong hai từ xuất sắc của dòng Matiz Super, là Matiz nhập khẩu là dòng cuối cùng của dòng này, và đặc biệt con này đời 2009 các bạn nhé, và là cuối cùng luôn, nên rất hiếm ở cái chiếc xe đời 2009 như này các bạn. Đó các bạn nhìn đây, một chiếc xe xuất sắc luôn các bạn nhé. Con này xe vợ em đã đang đi. Anh em nào mà mua chiếc này ấy, là chất lượng bởi vì em bảo hành và em sửa hết rồi, và em bảo dưỡng hết toàn bộ thụt rồi, rô tuyên rô táo cả nga cả nước là em bảo dưỡng đi chấm hết luôn vào gầm vào những chỗ sóc các bạn ạ. Đó, anh em nào mà quan tâm chiếc này ấy, thì alo cho em Dũng nhé để sở hữu cái chiếc này luôn. Và có lẽ thì em sẽ khép lại video chiếc này ở đây. Anh em nào mà quan tâm chiếc xe đẹp như này thì các bạn cứ alo cho em ngay sở hữu xe. Và có lẽ thì xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn nhé. Đây quý vị nhìn này, chiếc xe đẹp là chưa một tí nào sơn lên đấy, ốc nó còn zin. Đấy, các bạn nhìn đây, ốc nó còn zin các bạn nhé, cái ốc đèn của nó zin hết này. Đấy các bạn lưu ý này, ốc đèn của nó phải ốc nhỏ này các bạn nhé. Đó, chứ phải mấy con vít tùm lum như là con vít của Việt Nam lắp vào đâu các bạn ạ. Và toàn bộ đây, từng cái vòi của xe nó còn nguyên đẹp như này các bạn này. Đó, đây, xe người ta dán kính hết rồi nhé, kính 3M đem rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn nào mà thực sự quan tâm chiếc này và đẹp thực sự luôn, em nói với các bạn chưa một tí sơn nào về ấn tượng. Đó, ấn tượng luôn các bạn nhé.
bản này thì thực sự ấn tượng luôn. Đây anh em dừng lóc này, nó vừa đang bảo kết thúc cái video ở đây mà cuối cùng quay đi quay mãi vẫn vẫn thấy thích quay các bạn ạ, bởi vì xe nó đẹp, quay đi quay lại mà vẫn thích quay đấy anh em nhé. À quên, chưa quay gầm cho anh em này. Đây quên chưa quay gầm, nhiều bác bảo là quay xe không quay gầm. Đây các bác nhé, gầm con này có 102 các bạn ạ, có 102. Các bạn nhìn cái bao bô lê này, từng con ốc của nó zin, từng con ốc của nó zin đấy, có 102 các bạn nhé. Đấy cái bô những cái chỗ sáng sáng như kìa, các bạn lưu ý này, này em cho lên gầm các bạn nhé, là em cho lên gầm em sơn vào những cái chỗ rồi đấy em các bạn ạ, những chỗ nào hơi sần sần bẩn là em đều sơn lại hết các bạn nhé. Đấy em sơn vào để cho nó chống rỉ và nó tốt các bạn ạ. Thì thực ra cái xe này cũ rồi, em mua về em để đi cho vợ nên em sơn rất, làm rất kỹ đấy các bạn này. Đấy, thì chiếc xe này thực sự các bác nào mà mua được của em thì nó là hiếm luôn, thì toàn bộ em đã bảo dưỡng hết. À, xe nhập thì các bạn nhìn đây nhá, đấy mạ chrome đây này, mạ chrome đây các bạn nhé, nó xe nhập, nó có cảm biến ở sau và có cả cam lùi các bạn nhé. Đấy ở đây thì em sẽ kết thúc video thì em sẽ thử cái lùi cho các bác này, có cảm biến nó tít tít các bạn nhé, và nó có cả đèn cam đây, cái này là người ta lắp ngoài các bạn nhé, các bạn lưu ý này, các bạn lưu ý là người ta lắp ngoài này. Đấy các bạn nhé, đó, người ta lắp ngoài và có cảm biến nó kêu tít tít đấy các bạn đó. Anh em nào mà thực sự mua con này về sắp dùng thôi, không phải làm gì hết. Và em chứng minh sẽ cho các bạn biết là km chuẩn. Cái này nó hơi mờ một tí. Đây, 10 lúc người ta thay dầu là 16 vạn 5 nghìn bao nhiêu. Thì bây giờ người ta bảo đến lúc thay dầu là 17 vạn 3 nghìn cây các bạn nhé. Thì đến đây là 17 vạn 2 nghìn cây. Các bạn ý này, đó là km chuẩn, không bao giờ tua các bạn nhé. Đó là chứng minh một điều cho các bác yêu xe đẹp, các bác hiểu thế nào là không tua và tua các bạn nhé. Đó, và cái hệ thống thanh thì nó đơn giản thôi, nó vẫn cái đầu là đĩa CD và USB. Đây đang chạy USB và đây ở đây đang chạy đĩa CD các bạn nhé, còn đây là USB, đĩa đây em chuyển sang CD B USB. Đấy các bạn nhìn USB nhé, đó đây là USB các bạn nhé. Đó đấy, một chiếc xe xuất sắc luôn. Anh em nào mà muốn quan tâm cái chiếc xe đẹp như này thì anh em liên hệ cho em Dũng nhé. Đó, em Dũng tại chợ ô tô số 1 Mê Linh, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc các bạn ạ. Rồi một lần nữa xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn rất là nhiều, xin cảm ơn.